Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 3 tháng 2 2021. Và bây giờ thì đây là cái chương trình của ông Nguyễn Văn Tuyển từ Paris cũng như ông Đinh Xuân Quân từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào tái ngộ cùng hai ông. Xin chào Đinh Xuân Quân. Xin kính chào quý vị khán thính giả của Hồng Mách Channel. Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả của đài là Hồng Mách Channel. Và xin chào anh Kiểm từ Paris và anh Hoàng Bách từ Houston, trong khi tôi là từ California. Dạ vâng, thưa quý khán giả, ngày hôm nay đó là ngày mùng 3, tức là ông Joe Biden đã nhậm chức đúng 2 tuần lễ. Thì qua cái nhìn của ông Nguyễn Gia Kiểm từ Paris cũng như là qua các báo chí mà ông nhìn thấy đó, thì ông thấy có điểm nào mà nổi bật nhất trong 14 ngày vừa qua, một cái chính sách hay là nó cho ngay thì cho tới ngày hôm nay gần nội các thì gồm có 25 tới 27 bộ, nhưng mà bữa nay bên thượng viện chấp thuận để cho các bộ trưởng đó mới được 4 hoặc 5 vị bộ trưởng thôi, thành cái nội các nó chưa hoàn hảo, thành tạm thời có thể vận hành thôi. Nhưng mà qua cái vận hành 2 tuần lễ đó thì ông Kiển, là cái góc nhìn của ông từ ở bên Âu Châu, ông nhận định như thế nào về cái chính sách của ông Joe Biden? Nói chung các chính phủ Âu Châu đã đón tiếp cái sự nhập cuộc, cái sự cái việc Joe Biden này nắm chính quyền một cách thoải mái, một cách trong cái tinh thần lạc quan. Tôi có nghe những cái bình luận thì họ nói chứ 2 điều. Một đó là ông là một người có cái tinh thần vốn có cái tinh thần liên đới với châu Âu, có cái lý tưởng dân chủ vững vàng, có lập trường dân chủ vững vàng, và ông ấy là một người hiểu biết về vấn đề quốc tế cũng như là một chính trị gia biết điều, ngoài ra dùng chữ biết điều reasonable rộng khác với là ông Donald Trump là gây gổ và nghĩa là kiếm chuyện với tất cả mọi người. Nhưng mà người ta cũng thấy là dần dần trên báo chí cũng như qua bình luận thì tôi thấy là người ta nói rằng ông Joe Biden rất là chật vật với một cái định chế Hoa Kỳ, với một cái thượng viện mà ông chỉ nắm được một cái đa số rất là mỏng manh, cái đa số lý thuyết. Như là rồi ông cũng như tất cả mọi các quốc gia khác trên thế giới thì rất là chật vật chiến đấu với cái dịch COVID-19. Nhưng mà cái khác một điều là ông không có toàn quyền để quyết định cái chính sách của COVID-19, vì nó còn tùy thuộc nhiều bang, trong đó có những bang Cộng Hòa, có những bang Dân Chủ. Nhưng mà nói chứ không phải là như ở bên Pháp hay bên Đức, người ta có cái sự đồng nhất khi mà Trung ương đã lấy một cái quyết định thì dù cái mức độ tự trị tới đâu chẳng nữa, các vùng và các bang họ cũng áp dụng cùng một nguyên tắc, và có vẻ như có một cái sự đồng thuận để tiến tới, để cùng đương đầu với cái tai họa chung cho cả thế giới và cho mọi quốc gia. Nhưng cái điều đó mình thấy là không, nước Mỹ, đây là một lần nữa tôi thấy là nước Mỹ khá chia rẽ họ. Là bởi vì một mặt đó, ông Joe Biden ông đề nghị chính quyền Joe Biden, phải nói là họ rất là tích cực, trong vòng mới có 2 tuần thôi họ ông đã ra tới như 30 cái, nếu tôi không lầm 31 cái executive order, cái pháp lệnh rất là để mà giải quyết, mà đưa nước Mỹ ra khỏi vào một cái tình trạng mới, vào một cái sự khởi hành mới. Thế nhưng mà sau đó thì cũng gặp những khó khăn mà khó tưởng tượng đối với một người bên ngoài. Khi chính quyền Joe Biden đề nghị một cái gói kích cầu để mà tài trợ, để mà trợ giúp, để mà cứu giúp cái, để đương đầu với cái dịch COVID-19 là 1.900 tỷ. Thì Đảng Cộng Hòa, cái nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa lại nói không, chúng tôi không có chấp nhận. Chúng tôi đề nghị 600 tỷ. Tại sao có một cái sự, có một cái khác biệt quá lớn. Trong khi ông Joe Biden nói là tôi không thể làm hơn được. Tức là ý ông còn muốn
cứu trợ những có một cái ngân sách cứu trợ ngân sách COVID-19 lại hơn 1.900 tỷ. Thế nhưng mà Đảng Cộng Hòa lại có một cái nhìn rất là khác và nói rằng không, chúng tôi chỉ muốn 610 mấy tỷ, chưa bằng 1/3. Thật ra người ta thấy người ta cũng thương ông già Joe Biden già rồi mà phải đương đầu với một cái tình trạng nước Mỹ mà người ta biết là rất là chia rẽ. Nhưng mà người ta cũng khen ông đó, vì người ta thấy là ông ấy có một cái thái độ rất là khôn ngoan, thái độ rất là từ tốn. Dù dầu vậy, ông đã tiếp, gần đây thì ông có tiếp một phái đoàn 10 nghị sĩ, 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Mặc dù có lập trường rất khác với ông, nhưng mà cái buổi nói chuyện nó diễn ra một cách ôn hòa. Thì ta thấy gần như có người nói ông là cáo già. Tức là ông muốn chuẩn bị để cho thấy rằng ông ấy cố gắng hết sức để mà hòa giải, để lấy ý kiến của mọi người, để mà cư xử như một tổng thống không phải của Đảng Dân Chủ, mà là một tổng thống của cả nước Mỹ, của toàn dân Mỹ, thì nó phù hợp với cái lập trường mà gây lại cái sự đoàn kết của nước Mỹ mà ông ấy vẫn nói từ trước đến giờ, trước cũng như sau gây cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Thì về cái điểm đó người ta cho rằng Joe Biden nói đúng, cũng như là cái việc mà ông ấy đã viết, đây là cũng thông viết một cái thư, một cái thông cáo ký tên ông lên án cái cuộc đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện đó. Cũng đó là một cái hành động mà đáng lẽ Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên chính phủ có thể nói, nhưng mà đằng này chính Joe Biden ký. Thì điều đó, đó nó làm cho những nước ở châu Âu, và có, tôi nghĩ là những người có cái khát vọng dân chủ trên thế giới đó, có cái cảm tình với ông hơn. Cái thái độ ôn hòa của ông cũng là một cái thái độ mà tôi nghĩ rằng có thể nó về mặt chính trị, nó chuẩn bị để đặt các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vào cái tình trạng khó khăn nếu muốn bảo vệ Donald Trump trong cái cuộc, trong cái phiên tòa sắp tới sẽ xảy ra tại Thượng nghị viện. Tại sao vậy? Tại vì các thượng nghị sĩ, theo tôi nghĩ là họ cũng không, thượng nghị sĩ Cộng Hòa, không ai, ngay cả Ted Cruz, ngay cả Lindsey Graham, không ai đánh giá cao ông Donald Trump hết đâu. Nếu mà chúng ta căn cứ vào những gì họ đã tuyên bố trước đây về ông Donald Trump, thì tôi nghĩ là họ không có đánh giá cao. Nhưng mà họ có một số lý do. Lý do đầu tiên là họ không muốn mất cái khối cử tri cơ sở của ông Donald Trump. Thứ hai nữa là họ không muốn có một cái sự rạn nứt quá nhanh chóng trong Đảng Cộng Hòa, tách ra làm đôi ngay lập tức. Họ muốn có một cái thời gian nào đó để cho cái shock, cái nó dễ chịu, nó có thể chịu được hơn. Thì Đảng Cộng Hòa vì thế đó phải lấy một cái thái độ mà đối với thế giới nhìn vô, đối với thế giới người ta rất không hiểu được tại sao có thể tiếp tục phản kháng một cái cuộc bầu cử mà cả thế giới biết, mà cả, ngay cả những người thân cận nhất, kể cả Mike Pence, tôi nghĩ không ai biết rõ cái cuộc bầu cử này hơn ông Mike Pence. Ông cũng nhìn nhận là nó không có gian trá gì, mà các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vẫn tiếp tục cố bám víu lấy cái lập luận đó để bênh vực Donald Trump. Và cho tới cùng là vì họ có những lý do chiến lược của họ. Nói chung là trở lại một kết luận là thế giới bắt đầu nhìn nhận thấy những khó khăn của Joe Biden qua 2 tuần lễ cầm quyền vừa qua. Người ta đều chúc cho ông ấy thành công. Người ta đều tin tưởng vào cái kinh nghiệm cũng như là thiện chí cũng như ý chí của ông. Nhưng mà người ta thấy vấn đề rất là khó khăn. Và tôi nghĩ không biết, hy vọng là người Mỹ cũng hiểu như thế. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển. Thì qua các cái gọi là cái lời nhắn cũng như là góp ý của các khán giả trong cái comment đó, họ đề nghị chúng ta nên gọi là ông Joe Biden, là Tổng thống Joe Biden. Có nhiều lúc là thưa quý vị là chúng tôi cũng nói thường xuyên cho nên có hầu quen gọi là ông hoặc là Tổng thống, nhưng mà họ đề nghị là chúng ta nên gọi Tổng thống bởi vì ông là chính thức rồi. Còn nếu tới nói ông Trump đó, thì là cựu Tổng thống,
cho nó rõ ràng. Bởi vì khi chúng ta thường hai nốt nó rồi quen rồi, chúng ta có là ông Joe Biden và ông Trump. Thưa quý khán giả, cái điều mà ông Nguyễn Gia Kiển vừa nêu rất là đúng. Sau khi chiều thứ hai đó, 10 thượng nghị sĩ gặp ông Joe Biden và bà tổng thống Joe Biden và bà phó tổng thống Harris đó, thì bà Susan Collins đó, bà đã khen, bà nói là thứ nhất là bà cảm ơn tổng thống Joe Biden đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ để thảo luận. Cái đó là cái điều căn bản, bởi vì cái thời giờ đối với tổng thống thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà dành đó là ông bày tỏ cái thiện chí là giữa cộng hòa và dân chủ cần phải sự hòa nhập với nhau để làm việc chung. Điều đó là bên đảng cộng hòa họ cũng khen. Bây giờ trở lại với ông Đinh Trung Quân, thì ông nhận định là có cái điều gì nổi bật để mà trong vòng 2 tuần mà chúng ta đưa ra cái dữ kiện đó và chúng ta bình luận tại sao nó nổi bật, mời ạ. Trước hết đó, thì quý vị thấy là anh Kiển có nói là ông đưa ra nghĩa là 30 mấy cái pháp luật, nhưng mà thật ra đó, tôi cái nghề của tôi là cố vấn, thành ra tôi hiểu những cái khó khăn làm sao thực hiện được chính sách. Khi ông tổng thống Biden đó, trước khi ra tranh cử đó, thì ông ta có một cái chính sách rất là rõ ràng. Thì bây giờ làm sao thực hiện được cái chính sách? Tôi nêu lên một số ví dụ để quý vị thấy. Trong một tuần nữa đó, thì là tổng thống, cựu tổng thống Trump đó, sẽ bị luận tội. Nhưng mà bây giờ đó, ông Joe, tổng thống Biden đó, không có bộ trưởng tư pháp. Mà khi mà tại sao họ không có bộ trưởng tư pháp? Là tại vì tại Thượng viện, trưởng ban về tư pháp đó, là do ông Lindsey Graham. Quý vị biết đó, đảng Cộng Hòa đó chơi xấu đó. Tôi nói là tôi phải dùng cái chữ chơi xấu. Hai cái mà ai cũng có thể thấy được. Cái đầu tiên đó, ông Mitch O'Connor đó đưa ra cho phép luận tội ngày 19 tháng 1, nghĩa là còn một ngày nữa là ông kia mất chức rồi. Đó là để họ cố ý để phá đám. Cái thứ hai nữa là ông Lindsey Graham đó không chịu nghe, không chịu cho ông Bộ trưởng Tư pháp ra điều trần để nhận cái chức Bộ trưởng. Tại vì có một ông Bộ trưởng Tư pháp đàng hoàng đó, thì đảng Cộng Hòa gặp rất là khó khăn, nhiều khó khăn. Ví dụ, trong cái luận tội điều tra đó, ông Lindsey Graham nói cái gì? Đối với tiểu bang Georgia, chính ra ông Lindsey Graham là người xúi tiểu bang Georgia, nghĩa là làm sao có phiếu, làm sao ủng hộ bên Cộng Hòa được. Rồi các thượng nghị sĩ và các là dân biểu ngày 6 tháng 1 họ làm cái gì? Đó là tôi đưa một cái ví dụ khó khăn của nội bộ, của nghĩa là nội các tổng thống Biden. Nhưng mà quý vị biết, ở trong một thể chế dân chủ làm việc nó không có thể nào tôi nói là tôi làm được. Nó có thủ tục, nó có tục lệ, thành ra do đó phía bên ông tổng thống Biden phải thay đổi những cái thủ tục làm việc của thượng viện và thủ tục. Người bình thường nói bây giờ ông ta có 50-50 và có bà phó tổng thống nữa, như vậy là có đa số. Không phải như vậy đâu. Có như vậy nhưng mà phải đổi thủ tục trước. Phải đổi thủ tục thì lúc đó mới áp dụng thủ tục, nghĩa là thủ tục, các thủ tục mới. Nghĩa là bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 đó, thì bắt đầu chuyển đổi cái thủ tục. Thì bây giờ đó khi chúng ta nói chuyện đó, thì là bắt đầu áp dụng cái thủ tục đó, thì lúc đó nội các Joe Biden mới có thể nói được là tôi có 50 người trong thượng viện và có bà phó tổng thống nữa. Như vậy đó là tôi mới, quý vị mà không có nghĩa là theo cái
chính sách của chúng tôi đó thì chúng tôi có thể qua mặt được quý vị. Thì cái đó đó nó đi song song với cái chuyện mà anh Kiển nói. Anh Kiển nói đó rất là hay, nhưng mà ở đằng sau lưng đó, những cái chuyện đó đó mình phải biết cái gì khó khăn ở chỗ nào. Thì quý vị biết là khi mà ông tổng thống Biden mà tiếp 2 tiếng đồng hồ đó thì là những cái thủ tục nó chưa có đổi thay đổi hẳn, nhưng mà bây giờ hôm nay đó thì là nó có thủ tục mới rồi. Thì quý vị đó, thường thường mình chúng ta là ở ngoài chúng ta nhìn chúng ta thấy là ông ta có nghĩa là gọi là đa số thì làm việc dễ dàng. Không phải vậy đâu, có đa số là một chuyện, nhưng mà phải thay đổi cái thủ tục từ thời cựu tổng thống Trump tới thời ông Joe Biden. Tôi lấy một cái ví dụ thứ hai để cho quý vị thấy là rõ ràng. Quý vị biết là trước khi mà mất chức đó, trước khi ra khỏi cái ghế tổng thống đó, là cựu tổng thống Trump đã cho rất là nhiều đàn em vào những cái chức vụ ở bộ, ví dụ ở bộ quốc phòng, ví dụ vậy đó. Thì quý vị thấy là bây giờ đó phải có ông bộ trưởng mới được là thượng viện chấp nhận, chấp thuận thì ông ta mới hành động được. Thì bây giờ ông ta mới có thể nói là tất cả mọi người mà làm cố vấn đó là phải từ chức hết và chúng tôi sẽ chọn lại. Thì vì vậy đó, cái khó khăn của tổng thống Biden đó là chưa có ông bộ trưởng tư pháp. Cái đó là rất là quan trọng, tại vì sắp nghĩa là luận tội, sắp kiện, sắp đủ thứ chuyện mà không có một ông lo về tư pháp. Rõ cả một cái khó khăn của cái chính phủ. Thì đối với tôi đó, cái khó khăn đầu tiên đó, của nội các đó, là vấn đề thay đổi thủ tục, chuyển giao từ một cái nghĩa là nội các của cựu tổng thống Trump tới nội các Joe Biden. Cái đó là cái khó khăn đầu tiên. Cái khó khăn thứ hai đó, và cái mà tôi thấy là tương đối thành công đó, quý vị biết là khi ông ta ra tranh cử đó, ông ta hứa sẽ ra 1 triệu vaccine một ngày, chích 1 triệu cái. Tôi mở dấu ngoặc, trong khi Âu Châu đó thiếu vaccine, chứ ở bên này đó ông ta nói là 1 triệu vaccine một ngày. Nhưng mà từ 2 tuần nay đó, trung bình đó, có thể nói là cái nhất là cái tuần chót đó, mỗi ngày là 1,3 triệu và có thể sẽ lên tới 1,5 triệu một ngày. Thành ra quý vị thấy đó là cái đó là vấn đề là tổ chức, vấn đề phân phối vaccine, vấn đề sản xuất vaccine và vấn đề đưa tiền để cho làm sao các trường học, các tiểu bang ở bên này đó thì là đúng là một liên bang. Thì tất cả những cái việc mà thực thi chính sách COVID đó là do các tiểu bang. Quý vị thấy như tiểu bang của ông Hoàng Bách đó, làm việc rất khác với tiểu bang của California của chúng tôi. California họ làm việc khác hẳn, đúng không? Thì tôi lấy những cái khó khăn, mà những cái ví dụ mà làm sao vượt qua được, cái đó mới là hay. Quý vị thấy ví dụ như là chúng tôi đó, mới đầu đó là những người trên 75 tuổi, mấy người mà làm nhà thương là đúng, cái là ưu tiên là cho những cái người mà hành nghề về y tế, rồi tới những cái người mà trên 75 tuổi rồi xong rồi dưới 65 tuổi. Nhưng mà ai sẽ làm cái đó? Tôi lấy một cái ví dụ ở đây đó, muốn ghi tên đó là phải lên internet hết, rồi mấy ông già bà già năm trên 75 tuổi, trên 70 tuổi làm sao mà vô internet, đúng không? Thì đó nó là khó khăn. Và bây giờ đó tiểu bang đã phân phối, bắt đầu phân phối cho các cái pharmacy, mấy các cái nhà thuốc. Thì quý vị biết ở bên Hoa Kỳ đó, quý vị chích ngừa flu, chích gì đó thì tới nhà thuốc là chích được. Thì đó họ dần dần họ phân chia vấn đề COVID. Đó là cái khó thứ hai. Và cái thứ ba mà đặc điểm đó mà lúc nãy nói đó là cái vấn đề
tranh chấp trong cái gói kích cầu. Tôi thì là kinh tế gia, tôi nhìn một cách khác. Anh Kiển, anh nhìn một cách khác. Thì đây đó cũng là một vấn đề, nhưng mà hai cái nhìn khác nhau. Ví dụ, quý vị muốn kích cầu đó, mà nếu mà trường học đó không có tiền đó, thì làm sao mà xây những cái plexiglass để cho người ta, nghĩa là phân chia cái học sinh được. Cái thứ hai đó là phải có tiền để, nghĩa là làm sao chích cho thầy cô trước, thầy cô rồi xong rồi dần dần tới mà học sinh. Rồi học trong trong thời buổi này nó tới bây giờ đó là phải học bằng là computer. Mà quý vị biết đó là nhiều dân cũng không có đủ computer mà học. Chính tôi là phải nghĩa là giúp bà em tôi là xin một số computer để cho những cái sinh viên mà nghĩa là thiếu phương tiện đó có computer để học. Chứ đâu có phải nói là muốn học ở xa, muốn học computer là có ngay đâu. Tự nhiên không phải trên trời rớt xuống đất được. Cái đó nó là cái khó khăn. Mà tôi xin lỗi, tôi nói tại cái nghề của tôi là tôi làm cái cố vấn thì làm sao thực hiện được. Là tôi chỉ nhắc lại những cái khó khăn của ba cái chuyện mà đối với tôi là khó nhất. Cái chuyện làm sao có nội các. Cái chuyện là cái thứ hai làm sao phân phối và dân chúng là được nghĩa là khỏe mạnh, đỡ bị đại dịch. Cái thứ ba nữa là vấn đề cái gói mà kích cầu. Thì lẽ dĩ nhiên là cái sự khác biệt nó rất là nhiều, mà cái chính đó là nó đi phải đi vào cái chi tiết. Khi mà gặp Tổng thống Biden mà gặp các thượng nghị sĩ nghĩa là Cộng hòa, ôn hòa, phía Cộng hòa, thì có cả bà Bộ trưởng Tài chính ở đó nữa. Thì những cái chuyện đó là những cái chuyện mà ít người để ý, nhưng mà cái đó đó thì sẽ nói được những cái nói lên tiếng hai bên. Tại sao? Quý vị biết là bên Cộng hòa lúc nào cũng không muốn một cái chính phủ lớn, không muốn xài tiền. Vì xài tiền xong nó cũng phải trả nợ. Nhưng mà nó có hai cái mà tôi muốn nhắc cho quý vị. Hiện giờ đó là ngân hàng quốc gia, nghĩa là Federal Reserve đó, cái lãi suất đó gần như zero. Thành ra chính phủ mượn tiền đó rất là rẻ. Cái lợi của chính phủ bây giờ đó, có xài tiền thì cũng trả nợ rất là thấp. Do đó đó thì họ nói là bây giờ là một cái trường hợp không bình thường. Cái trường hợp đại dịch, mà đại dịch mà không có bơm tiền vô là người ta chết hết. Mà bơm tiền vô đó thì chính phủ phải vay tiền và phải trả nợ. Nhưng mà trả nợ gần với là một cái lãi suất mà gần như là zero đó, thì là có thể làm được trong một thời gian ngắn. Mà cái thời gian đó thì đó, tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy, về phía tôi nhìn, về phía bên Hoa Kỳ đó, có ba cái khó khăn và đã vượt dần dần, vượt được những cái trở ngại, không phải là vượt hết được, nhưng mà tới bây giờ đó là tôi thấy là tương đối phải đánh giá cao về cái vấn đề mà cái cách vận hành của nội các, của tân nội các Biden. Vâng, dạ vâng, cảm ơn ông Đinh Trung Quân. Bây giờ trở lại một cái đề tài mà có lẽ làm nhiều người quan tâm, đó là tình cái đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản đó đã kết thúc như vậy, nó như thế nào. Nhưng mà trước khi mà đi vào cái đại hội 13 để ông Nguyễn Gia Kiển trình bày đó, thì hồi nãy đó ông Nguyễn Gia Kiển có nêu lên, chúng ta biết là cái vấn đề ở Miến Điện cũng là một vấn đề rất là quan trọng, nhưng mà chúng tôi cũng đã thảo luận. Miến Điện là một quốc gia có 54 triệu dân, mà cái biên giới của họ là giáp giới với Trung Cộng, với Ấn Độ, với Bangladesh, với Lào, với Thái Lan, vân vân và vân vân. Kể từ năm 1962 kéo dài cho tới năm 2011 đó, là quân đội kiểm soát và họ theo một cái chế độ độc tài. Nhưng mà sau đó đó thì dưới thời của Tổng thống Obama, bà Clinton đã tìm cách kéo Miến Điện đi vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và đồng thời đã gặp gỡ và kéo họ để quay về với thế giới tự do. Cho nên ngày hôm nay thì có sự đảo chính vào ngày 1 tháng 2
đêm rạng ngày mùng 1 tháng 2 thì có một cuộc đảo chính, mà cuộc đảo chính nó tương đối là không đổ máu, tức là họ bao vây, họ bắt tất cả những người của đảng của bà Aung San Suu Kyi, tức là bà đó bây giờ mặc dù là bà phương vị, bà là bộ trưởng ngoại giao, bà là lãnh đạo đất nước, nhưng mà trong cái hiến pháp họ cho là một người có chồng ngoại quốc thì không được lãnh đạo, cho nên họ đã bắt tất cả. Thì chúng ta chỉ nói lên là tới ngày hôm nay thì cái đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi yêu cầu nhà cầm quyền quân sự phải thả bà ra, và hầu hết các quốc gia trên thế giới kể cả Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Đức không có Anh, Pháp, Úc, Đại Lợi, Nhật Bản đều lên án, và kể cả Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họ đã họp khẩn ngày hôm qua, nhưng mà Trung Cộng họ can thiệp. Cái điều đó bây giờ họ cũng lên án là cái cuộc đảo chính này có sự nhúng tay của Trung Cộng hỗ trợ cho cái đám quân nhân. Mà trước đây thì chúng ta biết Miến Điện là bị cấm vận, cả thế giới cấm vận, thế giới tự do cấm vận. Nhưng mà sau khi mà năm 2011 họ mở từ từ, và tới năm 2015 đó, thì cái đảng của bà Aung San Suu Kyi là đảng quốc gia dân chủ vì đảng quốc gia vì dân chủ đó, thì bà thắng thế. Và trong cái cuộc bầu cử vừa qua đó, vào ngày 8 tháng 11, tức là sau ngày bầu cử ở Hoa Kỳ này có 5 ngày, thì cái đảng của bà Aung San Suu Kyi đã thắng 436 ghế, mà bà thắng lấy 346 ghế rồi, tức là cái đảng của quân đội đó họ họ thắng đâu có 33 ghế, tức là có 7% này thua xiển liễn. Bây giờ bên quân đội họ thấy như mặc dù quân đội trong quốc hội đó thì quân đội họ chiếm, họ luôn luôn hiến pháp của họ quy định là 25% là của quân đội, nhưng mà chúng ta biết là khi họ thua đó, họ mất cái thế đó, thì ông thống tướng này ông nói là cuộc bầu cử này gian lận, cũng giống như là tổng thống cựu tổng thống Trump nói vậy đó, cuộc bầu cử đó gian lận, cho nên bây giờ ông làm áp lực và áp lực hoài không giải quyết được vấn đề, cho nên rạng đêm ngày mùng 1 tháng 2 thì họ là làm cuộc đảo chính, tức là họ bắt tất cả những người đang cầm quyền. Thì có lẽ là chúng tôi chỉ nêu lên cái vấn đề này, nhưng mà không bàn thảo ngày hôm nay. Chúng tôi muốn nói đến cái đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Bây giờ trở lại với ông Nguyễn Văn Kiển, nhiều người quan tâm trong quy chế của trong điều lệ của đảng đó, là mỗi người nó chỉ nhận tối đa là 2 nhiệm kỳ của một tổng bí thư thôi. Nhưng mà bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng là đã tuổi đã lớn rồi mà còn đấy nhận nhiệm kỳ lần thứ 3 nữa. Thì ông còn nói là bởi vì không có người nào hết giỏi hơn tôi cho nên tôi phải tiếp tục. Thì bây giờ trở lại với ông Nguyễn Văn Kiển, ông nhận định như thế nào? Trước đây người ta có thể nói là tới tứ trụ thì ta có đề cập tới những người khác nhau, nhưng mà bây giờ trên thực tế thì ông Phạm Minh Chính á, trước đây ông Trần Quốc Vượng sẽ là người được con gà của ông Nguyễn Phú Trọng chú ý sẽ đưa lên thay thế, nhưng mà bây giờ con gà đó nó mất, mà mất luôn trong bộ chính trị nữa. Trong khi đó ông Phạm Minh Chính á, ông lại được lên trong cái vấn đề này, thì xin ông Nguyễn Gia Kiển có thể giải thích bình luận tại sao cái sự sắp xếp, sự càng cửa các phe phái đó như thế nào mà tới giờ này ông Phạm Minh Chính đã được vào và ông Nguyễn Phú Trọng là lưu lại ở tới nhiệm kỳ thứ 3 trong vấn đề tổng bí thư. Mời ông Kiểm. Không nghe ông Kiểm nói nha. Mất tiếng nói. Không nghe được. Bây giờ mời anh Quân có thể chia sẻ thêm, rồi sau đó anh Kiển bao giờ trở lại thì anh Kiển giơ tay cho biết. Tôi thì nghĩa là tôi đứng ở ngoài, nhưng mà tôi thấy là cái điều mà mình quý vị cũng thấy, cái khó khăn của dân chủ và cái khó khăn của độc tài, và cái khác biệt, không phải khó khăn nhưng mà khác biệt của dân chủ và độc tài là chỗ nào? Và bây giờ thì anh Kiển có trở lại rồi. Tôi đã có thể nói được chưa? Dạ, mời anh. Quý vị nghe được chưa? Dạ, được. Tiếp tục, xin mời tiếp tục. Xin lỗi quý khán thính giả. Dạ, vì lý do kỹ thuật. Quý cái mạng nó, mạng tự nhiên tắt. Vì tự nhiên nó cũng phát động trở lại. Chúng tôi hoàn toàn là thụ động. Xin lỗi quý vị, các thân hữu theo dõi cuộc thảo luận này. Phải nói là cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đó là được tiếp tục làm tổng bí thư đó,
nó phải nói là một cái chuyện rất là ngược ngạo. Có thể nó một cái chuyện nó làm cho người ta kinh ngạc, nếu mà người quan sát viên bình thường phải kinh ngạc. Là vì không phải, đáng lẽ ra là phải thay thế ông Nguyễn Phú Trọng từ lâu rồi. Thì cách đây từ gần 2 năm là ông đã bị một cái đột quỵ. Và sau đó thì cái tình trạng sức khỏe của ông nó rất là kém. Và chúng ta đều biết khi một người bị tai biến mạch máu não đó, thì nó đâu có, cơ thể nó suy yếu. Nhưng mà phải nói cái khả năng tinh thần nó cũng xuống thấp lắm. Vậy thì đáng lẽ là phải thay thế ông ấy từ lâu rồi. Ông ấy chỉ, theo những nguồn tin mà tôi được biết, thì ông ấy chỉ có thể đi được một cách rất là chậm chạp với có người giúp đỡ được 100 bước. Đó là cái nguồn tin, rồi những nguồn tin đáng tin cậy. Một người như thế đáng lẽ phải thay thế từ lâu rồi, thì lại tiếp tục ở lại. Và tiếp tục một cách vi phạm cái điều lệ của họ. Tôi lưu ý, anh em đều lưu ý một điều đó. Là cái điều lệ của Đảng nó nói rằng đồng chí Tổng Bí Thư không giữ chức vụ Tổng Bí Thư quá 2 nhiệm kỳ. Nói như vậy. Thế cái đại hội đó, chúng ta phải nhìn vào cái đại hội 13. Dĩ nhiên là những người muốn giữ ông Nguyễn Phú Trọng thì muốn thay đổi cái điều lệ đó để đưa ông ấy giữ thêm một nhiệm kỳ nữa. Thế nhưng mà có những người, người ta không đồng ý. Có những người trong Đảng Cộng sản, người ta không đồng ý. Và cuối cùng thì cái đại hội 13 nó đi tới một cái kết quả rất là ngộ nghĩnh. Là thứ nhất là họ đồng thanh nói rằng nhất quyết không có thay đổi cái bản điều lệ. Tức là mỗi ông Tổng Bí Thư chỉ làm được 2 nhiệm kỳ thôi. Thế nhưng mà người ta lại biểu quyết cho ông Trọng là được gia hạn tuổi. Đáng lẽ cái tuổi ông phải về hưu, chưa nói tới sức khỏe. Thì ông ấy phải về hưu rồi. Thế nhưng mà sau đó người ta lại bầu ông trong cùng một ngày. Trong cùng ngày người ta đã bầu ông làm Tổng Bí Thư. Thế nghĩa là sao? Tức là Đảng Cộng sản đã dẫm đạp lên cái điều lệ của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng không phải chỉ là một người lãnh đạo già yếu, mà còn là một người lãnh đạo bất hợp lệ nữa, trong cái so với cái điều lệ của cái đảng của chính ông. Thì phải nói là để rơi vào tình trạng đó, chúng ta phải thấy đó. Nếu đã muốn ông ấy ở lại thì phải thay đổi bản điều lệ, mà còn vẫn giữ cái điều lệ cấm ông ấy ở lại nhưng mà lại cho ông ở lại. Chúng ta phải nói cái tình trạng chia rẽ tan nát ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Phải nói, chúng ta phải rút ra ngay một cái kinh nghiệm là Đảng Cộng sản nó không mạnh như là người ta tưởng. Họ rất là chia rẽ và phân hóa. Sở dĩ phong trào dân chủ nó không mạnh như được bởi vì chúng ta yếu, bởi vì lỗi tại chúng ta, chứ không phải là tại vì Đảng Cộng sản mạnh. Đó là một điều chúng ta rút ra. Sau đó, phải nói là ông Nguyễn Xuân Phúc theo tất cả dự đoán thì sẽ được đưa vào chức vụ chủ tịch nước. Nhưng mà phải nói là ông Nguyễn Xuân Phúc đó là một người rất là không phù hợp. Phải nói, tôi không có quen biết và ông cũng có thù án cá nhân gì với ông Nguyễn Xuân Phúc cả. Nhưng mà ông là người rất là không phù hợp với cái chức vụ chủ tịch nước. Bởi vì cái người chủ tịch đó không cầm quyền trực tiếp, nhưng là một người mà cái vai trò là tiêu biểu cho đoàn kết dân tộc, tiêu biểu cho sự hòa, cho cái tinh thần hòa giải liên tục giữa những khó khăn, giữa những tranh chấp của đất nước, tiêu biểu cho cái danh dự của quốc gia. Nhưng mà không phải là ông, cái người đó không thể là ông Phúc được. Thứ nhất là cái cung cách trước đám đông thì phải nói là nó không có, ông không có cái cung cách của một người lãnh đạo. Tôi nói thí dụ như ông vào thăm một cái, ông đã từng được mời tham dự một cái buổi nghe hòa tấu nhạc. Giữa lúc người ta đang hòa tấu, ông cầm cái tờ báo, ông quạt phành phạch. Không ai làm, một nguyên thủ quốc gia không thể có những cái hành động như vậy. Nhưng mà cái điều đó có thể bỏ qua, có thể là không quan trọng. Cái điều tôi thấy quan trọng mà dư luận ít để ý là ông Phúc là một người rất là giáo điều và một người rất là hung hăng đối với lực lượng dân chủ. Một số bạn bè tôi đi tham dự một cái buổi tiếp tân và buổi nói chuyện của ông ấy tại Cộng hòa Trách, thì họ ghi lại những cái lời nói của ông.
thì ông nói về những người dân chủ một cách rất là hằn học, rất là căm, rất là hung hăng. Ông nói chúng nó, bọn nó, thì Tổng thống Donald Trump tới cầm cờ cho chúng nó vỡ mặt. Ông dùng những cái ngôn ngữ có thể nói là rất là vừa hung hăng mà vừa là thấp kém nữa, chứ không phải. Dù sao những người muốn dân chủ cho đất nước, nhiều người cũng rất muốn cái đất nước được hòa giải đoàn kết, để tiếng người ta cũng yêu nước, khác biệt quan điểm với nhau. Tôi nói thí dụ như tôi trở lại cái trường hợp ông Joe Biden, là rất là ông Tổng thống Joe Biden rất là khác biệt quan điểm với những người nghị sĩ Cộng hòa về cái chính sách cứu trợ COVID-19 như chúng ta vừa mới nói. Nhưng mà ông vẫn tiếp họ trong một cái không khí thanh lịch, trong một cái không khí hòa nhã từ tốn để thảo luận. Chúng ta khác ý kiến nhau, nhưng mà chúng ta vẫn là một dân tộc. Nhưng mà cái điều đó không phải là cái trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông rất là hung hăng. Và những cái lời tuyên bố của ông nói về những người dân chủ, phải nói là những người như là chúng mình, mà nếu ông Phúc ông có thể giết được, ông giết. Ông nói một cách rất là gay gắt và hằn học. Con người đó không thể không phải là cái mẫu người để làm chủ tịch nước. Làm chủ tịch nước là mẫu người. Phải coi rằng mọi người Việt Nam này, dù có lập trường như thế nào chăng nữa, đúng không? Cũng là đồng bào. Và cái vai trò chính của người chủ tịch nước là quản lý cái tình đồng bào đó, tăng cường cái tình đồng bào đó, xây dựng cho cái tinh thần đoàn kết dân tộc càng ngày nó càng mạnh hơn. Nhưng mà cái người đó, cái tình trạng đó là không phải là trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu mà phải nói đó về các nhân vật ấy, thì tôi thấy có lẽ là cái người mà người ta có thể có cảm tình là ông Vương Đình Huệ. Ông ấy là về người về tài chính, ông ấy là một người hòa nhã. Và tôi cũng có theo một cái số buổi, những cái anh em có cho tôi, một số bạn bè có cho tôi những cái bài viết của ông ấy, những cái lời nói của ông, thì tôi thấy đó là một con người chừng mực và có thể là có thể xứng đáng đó. Nhưng mà ông ấy được chỉ định vào cái vai trò làm chủ tịch quốc hội, làm cái tổ chức bù nhìn, hoàn toàn chỉ có cái nhiệm vụ là bấm nút, nhận nút để mà biểu quyết thôi. Đảm bảo biểu quyết thuận thì thuận, đảm bảo chống thì chống. Chúng ta nói về cái dự án đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong chẳng hạn. Bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chúng ta phải biểu quyết thông qua, vì Bộ Chính trị đã quyết định rồi thì chúng ta phải biểu quyết thông qua. Thì quốc hội là cái gì? Ông Nguyễn Phú Trọng thì trong một bài nói lại cứ chê những người dân biểu là không có làm việc đúng, không có kỷ luật. Ông ấy nói những câu nghe rất là khó tưởng tượng. Ông ấy nói rằng cứ tưởng mình là dân biểu, mình là đại biểu quốc hội, là mình đại diện cho dân, rồi muốn nói gì cũng được, nhưng mà phải theo lời đảng. Ông phải nói là đó là một trong lý do mà người ta phải tiếp tục giữ lại ông Nguyễn Phú Trọng. Thì tìm được một người tiếp tục nói như thế một cách tự nhiên khó lắm. Không ai mà có thể nói như vậy mà không thấy ngượng hết. Những cái lời tuyên bố nó quá đáng đi. Nhưng mà có một nhân vật mà tôi thấy cần phải lưu ý đặc biệt đó là ông Phạm Minh Chính. Ông này đó có một cái lộ trình đáng chú ý. Thứ nhất là trong cái thời gian mà xảy ra cuộc cách mạng tại Đông Âu, bức tường Berlin sụp đổ, các nước Đông Âu trở thành tách khỏi quỹ đạo của Liên Xô và trở thành những nước dân chủ, trừ một nước là Romania. Thì ông lúc đó đó, ông Phạm Minh Chính đã được cử làm quan sát viên của chính phủ của Đảng Cộng sản để tới Đông Âu quan sát cái diễn biến đó. Và ông ấy chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ, ông ấy chứng kiến Cộng hòa Czech chuyển về trở thành một nước dân chủ, ông đã thấy Ba Lan trở thành một nước dân chủ. Ông ấy sống ở đâu? Ông sống ở Bucharest. Gần gũi nhất là ông ấy sống ở Bucharest. Và ông ấy đã chứng kiến cái sự sụp đổ của chính quyền Ceausescu. Có thể nói là tất cả các đảng Cộng sản Đông Âu, nói một cách tóm lược,
đều nhượng bộ dân chủ hết và đều bình yên, trừ có một nước cố gắng chống lại dân chủ cho tới cùng, đó là Romania, với cái kết quả rất là thảm khốc, là cái gia đình ông Ceausescu đó bị tàn sát, và những người cộng sự viên, những người ngoan cố nhất của ông, hoặc là đi tù rất nặng, nhưng mà phần đông là bị tàn sát. Có lẽ tôi không biết là tùy theo Phạm Minh Chính, ông Phạm Minh Chính đã báo cáo thế nào với đảng của ông ấy vào lúc đó. Và bây giờ đó, khi sắp sửa đến làm Tổng thống, cái kỷ niệm đó ông ấy rút được cái kỷ niệm nào. Nhưng mà đây là một con người khá đặc biệt, là luôn luôn được, có lẽ được Đảng Cộng sản chỉ định vào những cái vai trò có thể không quan trọng đối với bên ngoài, nhưng mà nó có cái tầm vóc, nó có cái tầm quan trọng, nó có cái ý nghĩa. Tôi nói thí dụ như là vào năm 2011, trong cái nhiệm kỳ cuối cùng của Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, thì ông ta đang làm Trung tướng và Thứ trưởng Bộ Công an, là một chức vụ rất quan trọng. Ông ấy được miễn nhiệm cái chức vụ, ông bò cái chức vụ, ông được miễn nhiệm cái chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, để đi sang làm một cái chức vụ tương đối, nếu mà về mặt đẳng cấp nó thấp hơn, là Bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Vì sao? Là vì lúc đó, đó đầu tư của Trung Quốc vào Quảng Ninh rất là nhiều. Trước đó là cái ông, một ông nữa là Vũ Đức Đam làm Tổng Bí thư, đã có cái mở cửa, có chính sách mở cửa với đầu tư Trung Quốc, hay là Trung Quốc đã nhìn thấy cái vai trò chiến lược, cái vai trò thận quan trọng của Quảng Ninh và đã đầu tư vào rất nhiều. Thì sau đó, vào lúc đó, vào lúc mà tình hình trở nên là quan trọng, thì cái vấn đề chiến lược đặt ra nó trở nên gay go, thì người ta đã cử ông Phạm Minh Chính tới đó. Và ông Phạm Minh Chính đó, đóng vai trò nào trong cái việc mà trong lập ra cái dự án đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong thì chúng ta không biết. Theo những cái thăm dò, theo những cái sự tìm kiếm thì thấy cái dự án nó có từ trước khi ông ấy tới đó. Nhưng mà sau khi vào năm 2016, khi ông ấy trở thành ủy viên Bộ Chính trị và đồng thời giữ một cái vai trò quan trọng nhất ở trong Đảng Cộng sản là trưởng ban tổ chức, là cái người sắp xếp trong hoàn toàn, thì với cái ảnh hưởng của ông, người ta không biết là ông ấy đã ảnh hưởng thế nào tới cái dự án đó. Nhưng cái dự án Vân Đồn, Bắc Vân Phong vào năm 2018 đó, thì sau một số cuộc biểu tình mà phần lớn là do chính quyền Cộng sản dàn dựng ra, và những người dân chủ đó cũng hưởng ứng, là vì đó là một cái dịp mà cái nguyện vọng của những người dân chủ mà chống lại Cộng sản Trung Quốc, nó cũng giống với cái nguyện vọng của Đảng Cộng sản lúc đó, là không muốn, là muốn hủy bỏ cái, muốn hoãn, trì hoãn, có thể là hủy bỏ cái dự án Vân Đồn, Bắc Vân Phòng. Cho nên đó, cuối cùng thì cái dự án đặc khu đó đã bị bãi bỏ. Chúng tôi cũng nhân tiện đây cũng phải nói, những cái ngay từ năm 2015, trước đó từ năm 2000, anh em chúng tôi ở trong tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên, chúng tôi có thảo luận về dự án chính trị, và chúng tôi đã quả quyết là không nên lập ra các đặc khu. Cái chứng vì một lý do, vì Việt Nam đặc biệt là không nên có các đặc khu kinh tế, mà nên có những cái luật pháp dễ dãi, những cái điều luật dễ dãi cho hoạt động kinh tế trên cả nước, chứ không nên có đặc khu. Đất nước Việt Nam không có tiện cho những cái đặc khu vì cái lý do địa lý cũng như về nhân văn. Thì có lẽ là Đảng Cộng sản bây giờ cũng trở thành, cũng đồng ý với chúng tôi và hoãn mà. Nhưng mà cái vai trò của Phạm Minh Chính như thế nào? Ông ta có phải là tác giả cái dự án Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong hay không? Ông ta đóng vai trò nào trong cái việc trì hoãn cái dự án đó, là một cái dấu hỏi lớn. Đó, theo tôi nghĩ là trong các nhân vật mà báo chí gọi là tứ trụ đó, có lẽ là cái nhân vật mà chúng ta nên chú ý nhất. Thế mà tôi cũng muốn nói đó là về khi mà nói, tại sao từ nãy giờ chúng ta bắt đầu khi nói về cái đại hội 13, chúng ta ngồi vấn đề nhân sự, ngay nhân sự lãnh đạo ngay lập tức. Thế bởi vì cái đại hội 13 nó chỉ có cái vấn đề nhân sự lãnh đạo mà thôi. Nếu mà hỏi tôi đó,
cái chính sách của Đảng Cộng sản như thế nào trong 5 năm tới, họ phải nói là không có. Họ không, tôi đã cố gắng để đọc các tài liệu của họ 110 trên 100 trang, 110.000 chữ. Tôi không thấy có một cái chính sách nào, không thấy một cái tầm nhìn nào, không thấy một cái sự cảm nhận rõ rệt về những vấn đề đã đặt ra cho đất nước, mà nó chỉ có những khẩu hiệu. Tôi nói thí dụ mà cái khẩu hiệu này đó là nói năm 2030 kỷ niệm ngày thành lập Đảng thì Việt Nam sẽ đạt tới cái mức trung bình, vượt qua cái mức thu nhập trung bình, du bình thấp, để bắt đầu đi vào cái nửa trung bình cao. Và sau năm, và năm 2045, sau khi kỷ niệm 100 năm ngày Đảng nắm chính quyền, thì sẽ có, thì Việt Nam sẽ vào cái mức thu nhập, và sẽ vượt qua cái mức thu nhập trung bình để trở thành một nước công nghiệp phát triển. Nhưng mà tôi thấy nó không hề có chứng minh làm thế nào để đạt tới, có những khó khăn nào, thế giới sẽ ra sao từ nó, họ không có. Cái bối cảnh nó như thế nào, có những khó khăn nào, những cái chính sách nào phải, những cái ưu điểm nào của Việt Nam cần được phát huy thì họ không có. Họ chỉ có những khẩu hiệu trống rỗng mà thôi. Cho nên đó đó là những khẩu hiệu rất là trống rỗng. Hơn nữa đó, dạ vâng, nó sai nữa. Tôi xin lỗi. Bây giờ có câu hỏi với ông Kiểm đó. Qua cái sự trình bày của ông Nguyễn Gia Kiểm đó, thì ông lại quá lý tưởng đi. Quá lý tưởng là ông nghĩ là vì đó là cộng sản. Nếu không phải là cộng sản thì chúng ta cũng nói là những người có khả năng chuyên biệt làm thủ tướng hay là làm chủ tịch nước. Bây giờ trước đây chúng ta nhìn lại từ ông Nguyễn Minh Triết cho tới Trương Tấn Sang rồi tới Trần Đại Quang, ai đâu có khả năng. Phải nói là họ phải nhìn nhận đó, Đảng Cộng sản đó, họ chia với nhau, chia ghế với nhau, tức là họ tới hai ba phe, họ tranh giành quyền lực. Khi mà tranh giành quyền lực là họ không nã ngủ được đó, thì họ chia ghế, tức là bây giờ anh được cái này, tôi được cái kia. Nó là sự chia chác. Cho nên nói như ông Nguyễn Gia Kiểm thì quá lý tưởng. Họ là những người có khả năng chuyên biệt. Nếu mà như vậy thì họ đã dùng những cái thành phần tinh hoa ở trong nước, biết những cái thành phần tốt nghiệp đại học, những cái chuyên gia. Nhưng mà họ không dùng. Họ dùng những người là Đảng Cộng sản. Cho nên cái khó của mình là những người đấu tranh của mình, mình nhìn cái vấn đề là quá lý tưởng. Quá lý tưởng là Cộng sản. Họ giống như mình. Họ không nghĩ như mình. Họ nghĩ khác. Họ nghĩ làm sao được cầm quyền và cần phải được cai trị. Còn mình nghĩ là làm sao đem lại phúc lợi cho người dân. Hai cái điểm đó nó không đồng quy với nhau. Có những cái ông Hoàng Bách, không, chúng ta không nên tương đối hóa quá. Không nên nói rằng ông đó, ông có quyền muốn đất nước tiến lên, ông có quyền thương người, ông cũng phải để cho người ta có quyền giết người hay là có quyền là hành hạ người khác. Mình phải nói, khi nói về đất nước, mình phải nói một cách bình thường đã. Để nói một cách rất bình thường, để người dân, để người Việt Nam dư luận nhìn vô thấy cái chính quyền này nó có bình thường hay không. Và tôi xin nói rằng về cái điểm đó tôi cũng nói là nó rất không bình thường. Người tôi nói nó không bình thường là, và nó phải quản lý một cái gia tài rất là không bình thường. Thứ nhất là Đảng Cộng sản đã thắng không phải là vì họ đã nhìn đúng vào năm 1945, họ đã nhìn đúng tới cái vấn đề của đất nước, họ đã đem tới một cái giải đáp đúng cho đất nước. Họ thắng là vì họ sai. Họ đã đem cái chủ nghĩa Mác Lênin tới để có được cái sự ủng hộ của phong trào cộng sản quốc tế. Họ đúng là vì họ sai. Họ sai lần thứ nhất, lần sai lần thứ hai, khi bức tường Berlin lên sụp đổ, họ có một cái cơ hội để mà dân chủ hóa như bao nhiêu nước. Họ đã chọn lựa đi theo Trung Quốc. Có thể nói họ có ngày nay, họ kéo dài tới ngày hôm nay là vì họ sai chứ không phải là vì họ đúng. Và bình thường đó, thì một chính quyền phải nói là tôi có cái sự chính đáng, nó nằm ở công lao của tôi. Nhưng mà Đảng Cộng sản đó, có được chính quyền cho tới ngày hôm nay không phải vì họ có công, mà vì họ có tội. Họ có tội gây ra một cuộc thảm, đem một cái chủ nghĩa rất là độc hại vào Việt Nam. Nhưng mà cái đó thì chúng ta nói rồi. Nhưng mà cái tội chính của họ là gây ra một cái cuộc nội chiến đáng lẽ không thể có, mà nó kéo dài 30 năm, nó làm tan nát đất nước, làm chết 6 triệu người Việt Nam và làm cho đất nước Việt Nam lụn bại. Chúng ta ngày hôm nay, tôi xin nói, và tôi xin nói một câu cuối cùng. Nếu vào năm 1945, chúng ta ở cùng một mức độ, có thể hơn, ở mức độ phát triển với Hàn Quốc,
và Đài Loan. Ngày hôm nay đó, cái lợi, cái GDP trung bình của người Việt Nam là 2.000. Cái GDP của Hàn Quốc và của Đài Loan là 40.000. Nếu chúng ta không có Bác Hồ, nếu chúng ta không có Đảng Cộng sản, thì dù chúng ta dở tới đâu chăng nữa, cái GDP của chúng ta nó cũng phải là 2.000, nó cũng phải, ít ra nó cũng phải sấp xỉ 20.000, nghĩa là còn 10 lần lớn hơn. Cho nên đó, khi nói về Đảng Cộng sản, chúng ta bắt buộc phải nói một cách bình thường, vì nó là một đảng không bình thường. Nó nắm được chính quyền và nó kéo dài được, không phải là vì nó đúng mà vì nó sai. Nó nắm được chính quyền và kéo dài không phải là vì nó có công mà vì nó có tội. Cho nên chúng ta đã nói về một trường hợp rất không. Bây giờ thì tôi xin phép góp thêm, tóm tắt thôi, tôi không có nói nhiều như anh Kiểng đâu. Đại hội đảng là rượu cũ mà chai cũng là cũ nữa, không có cái gì mới cả, đúng không? Người ta nói thường thường đó, người ta còn giấu cái rượu cũ ta để vào trong cái chai mới, còn cái này là vừa rượu cũ mà vừa chai cũ. Tôi thấy không có cái gì mà thay đổi cả. Đại hội 13 tôi thấy rượu cũ, chai cũ. Đó. Nhưng mà cái câu thôi. Cái câu hỏi mà muốn nêu lên thế này, ông Nguyễn Văn Kiển cũng như là nhiều người không đồng ý với cái chủ nghĩa cộng sản đó, họ cho rằng đây là một lực lượng thống trị mà người dân ở trong nước là bị trị. Mà khi đã nói thống trị và bị trị đó, đại đa số dân đều bị trị, bởi vì cái số đảng viên ở trong nước là trên 5 triệu người, mà dân số đó thì 93 triệu, có gần 100 triệu rồi. Cho nên cái điều quan trọng đó là mình biết cái sai. Cái lực lượng mà để đứng lên để đổ đó là người dân. Làm thế nào người dân và những cái thành phần trẻ, những cái thành phần trong nước có nhiệm vụ là đứng lên để đổ họ. Còn mình phê bình chế độ cộng sản đó, thì thật sự nó đã quá đủ rồi. Từ năm 75 tới giờ ai cũng biết hết. Tức là họ thâm quyền cố vị, họ thâm nhũng đủ thứ ấy. Bởi vì nếu không thâm nhũng không phải là người cộng sản. Bởi vì sao? Họ cho những người đảng viên có cơ hội để thâm nhũng, để bám vào cái đảng đó, để đổ họ đó. Bây giờ đó, làm sao cái lực lượng dân tộc đó phải là cái lực lượng chính, bởi vì người dân trong nước phải ý thức. Còn nói là cộng sản họ thay đổi không, xin thưa họ không thay đổi. Dù là bây giờ ở thế kỷ 21 nhưng qua thế kỷ 22 họ cũng không thay đổi, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng ông nói rõ, ông là người lái chiếc tàu, mà ông nói là không biết cuối thế kỷ này đó có đạt được cái xã hội chủ nghĩa không. Tức là người thuyền trưởng mà không biết nó đi về đâu, ông đang lái chiếc tàu đi về đâu, thì khi đã trả lời nói như vậy để mình đừng có thắc mắc gì về những người lãnh đạo cộng sản. Giờ nói ông Phúc có khả năng để làm chủ tịch nước hay không, có tính cách hòa giải. Người ta nói là người cộng sản không có hòa giải, chẳng qua chỉ là cái ngôn ngữ để mà câu giờ để mà qua, để mà có thể kéo dài cái thời đại mà thôi. Họ không có, nếu mà chúng ta nói thì cái điều 4 hiến pháp họ đã không bao giờ họ thay đổi rồi. Nếu họ thay đổi đó, họ nói đảng cộng sản là đảng duy nhất để lãnh đạo đất nước rồi, thì chúng ta có phê bình họ cũng vô ích. Thì bây giờ cái điều quan trọng đó mà chúng ta muốn nói, cái câu nói đó trước khi mà chia tay với quý khán thính giả đó, thì có nhiều người thấy viết trong những cái lời gửi email hoặc là viết trong những lời comment đó, họ nói mấy ông ở hải ngoại cứ quan tâm tới đất nước, mấy ông lo trên đất nước của ông đi. Thì bây giờ cái câu trả lời của mình đó, như thế nào để đối với những người trong nước và đặc biệt là những người mà gọi là dư luận viên, họ tới một mấy sư đoàn dư luận viên, cho nên họ biết họ bôi nhọ họ đó. Nhưng mà chúng tôi kỳ trước chúng tôi có nói là chúng tôi là người Việt Nam, dòng máu của chúng tôi là Việt Nam, dù là ở trên Mỹ, ở Đức, ở Pháp, ở Anh, ở đâu đi nữa, chúng tôi ước ao thao thức cái giấc mơ là Việt Nam thay đổi để cho Việt Nam nó trở thành người dân khá hơn, có tự do, có hạnh phúc hơn. Bây giờ xin mời ông Kiển, bởi vì ông Kiển là cái người quan tâm tới vấn đề tình hình Việt Nam, muốn đất nước được thay đổi, muốn đất nước được trở mình, nhưng mà cái đảng cộng sản nó nằm lồng lộng ra đó, thì cái điều quan trọng là người dân xung quanh nó phải lên tiếng thôi. Ông bị bắt sóng nữa rồi, ông bị sao không Kiển ơi. Alo, nghe được chứ? Dạ rồi, tiếp tục. Có hai vấn đề. Anh nói lớn vào chút xíu.
có hai vấn đề mà anh Hoàng Bách nêu ra. Một là những người để làm thế nào để trả lời những người nói rằng các vị ở nước ngoài các vị đừng có xía vào cái chuyện của Việt Nam. Và thứ hai nữa là cái giải pháp nào cho cái đất nước này. Thì tôi phải nói một điều nữa là cái quan niệm cho rằng nếu đã ở nước ngoài thì đừng có xía vào cái chuyện đất nước Việt Nam, phải nói là nó sai ngay từ đầu. Ông Hồ Chí Minh cũng đã từng ở nước ngoài, ông Tôn Giật Tư trước khi cứu được Trung Quốc cũng đã ở nước ngoài, ông Phan Trung Trinh ở nước ngoài, ông Phan Bộ Châu cũng ở nước ngoài. Nói chung là cái số phận của những người chiến đấu với các chế độ độc tài từ trước đến nay là cái số phận, nếu không lưu vong thì nó là một ngoại lệ chứ nó không phải là một thông lệ. Thành ra từ trước đó cái câu nói rằng các ông ở nước ngoài các ông không có quyền nói vào đất nước, nó sai về mặt đạo đức, nó sai về mặt chiến lược. Thực ra chúng ta ở đâu cũng có thể là người Việt Nam, nhưng mà ngày hôm nay đó nó sai một cách kỳ cục, là vì với cái thế giới, với sự gia tăng của những phương tiện giao thông và truyền thông, nhất là trên mạng internet, trong khi chúng ta đang nói này, có những người Việt Nam đang nghe, có những người cũng đang nghe. Ngày nay đấy, cái khoảng cách đã chấm dứt và thế giới, vì thế giới đã nhỏ lại, người ta vẫn có thể làm việc, không những là công dân Việt Nam mà làm việc cho đất nước Việt Nam, dù là ở bất cứ nơi nào, ở cái nửa vòng trái đất người ta vẫn có thể làm được. Cho nên cái lập luận đó, lập luận của những người tất cả mọi cách để bênh vực cái chế độ cộng sản và không muốn những người một phần, tức là những người hải ngoại quan tâm tới đất nước nữa, cái điều đó chỉ chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản đã hết lập luận và phải đưa những cái lập luận rất là tầm bậy như vậy ra. Còn vấn đề thứ hai là làm thế nào, trong cái chúng ta biết là Đảng Cộng sản không có tương lai, là vì nó bây giờ nó tôi đã nói nó mâu thuẫn, những cái mâu thuẫn của nó, nhưng mà còn có một cái mâu thuẫn, có cái mâu thuẫn là cái mâu thuẫn về bản chất. Vì đã lịch sử Đảng Cộng sản, lịch sử chủ nghĩa cộng sản, dù sao chúng ta cũng nghĩ nó ra đời với một cái dự án là chống lại những người giàu, một thiểu số giàu có bóc lột đa số dân chúng nghèo khổ, đa quần chúng nghèo khổ. Nhưng mà bây giờ đó, Đảng Cộng sản trở thành một thiểu số chừng 3 triệu người, trở thành một cái giai cấp bóc lột cái phần còn và thống trị cái phần còn lại của đất nước. Cho nên nó mâu thuẫn với ngay cả cái giấy khai sinh của nó không còn gì là chính đáng. Cái điều này chúng ta phải biết, người Việt Nam chúng ta nếu muốn đưa đất nước ra khỏi cái bế tắc, cái ngõ cụt cộng sản này, thì chúng ta có nhiều điều để học hỏi, nhưng mà tôi nghĩ có hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là phải học cái cách đối thoại, phải có cái văn hóa đối thoại. Chúng ta không thể, vì mỗi lần tôi để ý là qua cái cuộc tranh cử, qua cái cuộc thảo luận về Donald Trump, thì chúng ta thấy là ngay cả vì khác biệt quan điểm trên một người Mỹ mà những người Việt Nam có thể mạt sát nhau. Chính tôi đã bị mạt sát là vì đã nói những cái điều không có thuận lợi lắm, không có khen ngợi ông Donald Trump. Chúng ta chưa có cái văn hóa đối thoại. Chúng ta chưa hiểu rằng một cuộc thảo luận, mục đích chính của cuộc thảo luận là hai người phải quý trọng nhau và cùng giúp nhau để tiến tới gần sự thực, để hiểu rõ hơn vấn đề. Chúng ta cần cái văn hóa đối thoại. Sau nữa đó, chúng ta cần hiểu là đây không phải là một cuộc đấu tranh giành chính quyền đâu, mà là một cuộc đấu tranh để mở ra một cái kỷ nguyên mới. Từ ngày chúng ta tự hào là có 4.000 năm lịch sử, nhưng mà cho tới ngày hôm nay chúng ta chưa bao giờ có dân chủ cả. Chúng ta vẫn ở trong cái kỷ nguyên, gọi là kỷ nguyên độc đoán, cái kỷ nguyên độc tài, kỷ nguyên của sự chuyên chính. Chúng ta phải mở ra một cái kỷ nguyên thứ hai, là cái kỷ nguyên dân chủ. Và muốn như vậy, một cuộc cách mạng chính trị để thay đổi không chỉ cái thể chế chính trị, không chỉ thay đổi chính quyền, những người cầm quyền, mà thay đổi cả cái quan niệm về đất nước, thay đổi về thể chế, thì phải có cái văn hóa, phải có một cuộc cách mạng văn hóa đi trước. Và chúng ta phải có một cái dự án chính trị, chúng ta phải có một cái chuyện thuyết. Cho tới ngày hôm nay, phong trào dân chủ Việt Nam yếu vì chúng ta không có chuyện thuyết,
chúng ta gọi người Mỹ người ta gọi là storyless, chúng ta không có cái chuyện, chúng ta phải có một chuyện, một cái dự án chính trị. Cho nên cái tinh thần chúng ta phải hiểu rằng không thể thành, muốn đấu tranh phải có tổ chức, mà muốn có tổ chức và tổ chức có thể bền vững, có thể lâu dài mà tiến tới thì phải có một cái dự án chính trị và một tư tưởng chính trị. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển. Qua sự trình bày của ông thì chúng tôi có nhớ cái câu của ông Gorbachev thì phải: chúng tôi đã bỏ một nửa cuộc đời của chúng tôi cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm nay chúng tôi phải đau lòng nói rằng đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Còn ông Boris Yeltsin á, cũng là một sau đó thì ông làm tổng thống, thì ông cũng nói là đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá, và đảng cộng sản muốn á, thì phải đào thải chứ không thể thay đổi được. Chế độ cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể cải tổ. Đó, thì qua cái yếu tố này thì chúng ta nói là quý vị đang nghe chương trình này, quý vị biết đó là ai cũng thao thức, ai cũng quan tâm, muốn đất nước Việt Nam muốn trở mình. Là mà đây những cái điều mà ông Phúc ông nói là ông muốn đất nước Việt Nam, muốn con rồng của Á Châu, muốn như vậy đó, là cái thể chế trong nước cũng phải thay đổi. Bởi vì người ta nói là muốn phát triển và dân chủ là hai cái phạm trù không thể tách rời được. Cho nên những người ở trong nước, chắc chắn là các bạn trẻ, các những người mà quan tâm, những người chính các bạn đứng lên, không ai giúp các bạn bằng chính các bạn. Và khi các bạn đứng lên rồi đó, thì thế giới sẽ giúp đỡ các bạn. Cũng như là Miến Điện chẳng hạn, dưới chế độ quân chủ đó, bà Aung San Suu Kyi, bà ở tù suốt trong 15 năm. Và thế giới đã đấu tranh, thì chính người trong nước đấu tranh, thì sau đó thì thế giới sẽ hỗ trợ. Chứ còn nếu mà không lấy sức mình làm chính đó, cứ vay mượn đó, sức người đó, chẳng hạn như vừa rồi đó, những người ở trong nước hoặc là những người mà gọi là tự nhận là mình là chống cảm đó, dựa vào tổng thống Trump chống trung cảm dùm cho mình, cái điều đó không bao giờ xảy ra. Và nếu mà quý vị còn cái tư tưởng đó là một tư tưởng nô lệ, tức là không nô lệ người này thì quý vị cũng đi làm nô lệ người khác. Cái tư tưởng lấy sức mình làm chính là cái tư tưởng độc lập, tự chủ, đó là một quốc gia. Nếu chúng ta không tự chủ, chúng ta không độc lập thì đừng đừng có nói hy vọng là chúng ta sẽ thay đổi chế độ bên này nọ. Đến đây thì chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình ở đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn ông Đinh Trung Quân cũng như ông Nguyễn Gia Kiển đã dành thời gian. Và đặc biệt là trong chương trình này, ông Nguyễn Gia Kiển đó là người quan tâm, thao thức. Cho nên ông đã trình bày cái vấn đề bằng con tim. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an bên gia đình và người thân. Xin mời ông Kiến và ông Quân cử lời chào. Mời xin kính chào quý vị khán thính giả có nhã ý theo dõi cuộc nói chuyện của anh em chúng tôi. Chào anh Hoàng Bách, chào anh Quân. Xin kính chào quý khán thính giả của quý đài Hoàng Bách Chano. Xin chào anh Kiến từ Paris và anh Hoàng Bách từ Houston. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị. Mà nếu mà chúng tôi trình bày có những cái điều gì mà quý vị không vui, không hài lòng thì xin quý vị thông cảm. Bởi vì đây là những cái lời tâm tình, những cái điều nói bằng con tim. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.